Đồng hành với chúng tôi trong video này là Mercury, thương hiệu phụ kiện kết nối câu chuyện thần thoại qua những món đồ trang sức từ bạc 925 với sự tinh xảo và độc đáo trong từng chế tác, mang rõ tinh hoa của thế giới cổ đại. Link sản phẩm ở dưới phần bình luận. Harry Potter là nhân vật chính trong bộ truyện giả tưởng về thế giới phép thuật của nhà văn Anh J.K. Rowling. Ngoài 8 phần phim điện ảnh được dựa trên nguyên tác của 7 cuốn truyện gốc ra thì chúng ta còn có 3 cuốn ngoại truyện, tuyển truyện bao gồm những truyện kể của bi đồ người hát rong, thứ hai là những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Đã có 3 bộ phim được tạo ra từ cuốn sách này và cuối cùng là Quidditch qua các thời đại. Trong video này thì tôi sẽ chỉ tập trung vào phần phim điện ảnh, cụ thể là phần thứ nhất của chuỗi phim Harry Potter mang tên Harry Potter và Hòn đá phù thủy để xem là sau hơn 20 mươi năm thì góc nhìn của tôi về thế giới phép thuật có còn nhiệm màu như khi là nhi đồng mất não không? Thôi, dài dòng thế thôi. Rồi chúng ta hãy bắt đầu với nhân vật chính cùng tên. Harry Potter sinh ngày 31 tháng 7 năm 1980, tức là thuộc cung Sư Tử. Sư thì có nghĩa là thầy hoặc là bố mẹ và thầy u của Harry đều đã tử vì một sự kiện không mong muốn xảy ra trong thế giới phép thuật vì tình hình ở nơi đây khá căng thẳng nên những người khác đã gửi bé Harry tới thế giới của người thường, cụ thể là nhà bác ngoại của cậu, tức là chị ruột của mẹ ở số 4 Privet Drive cách London khoảng 40 dặm. Thay vì để lại một số tiền hay là số tiết kiệm thì các vị phù thủy chỉ đặt đó một bức thư giới thiệu lên đứa bé có vết sẹo hình tia sét trên trán, trong nhà của dì thì Harry bị đối xử như một người giúp việc không chỉ phải lo việc nhà như là nấu nướng quét dọn mà chỉ được ngủ trong căn tủ ở dưới gầm cầu thang. Trái ngược lại thì cậu quý tử nhà Dursley từ nhỏ đã được nuông chiều và đối xử trên kéo với Harry, từ đó sinh ra đủ các loại tính xấu. Trong một ngày cả nhà đi đến sở thú chơi, Harry phát hiện ra mình có khả năng nói chuyện với rắn, rắn thật nhá chứ không phải Taylor Swift. Ngoài ra thì trong một phút nóng giận vì bị anh họ xô đẩy, cậu đã vô tình làm biến mất tấm kính chắn giữa lồng thú với suy nghĩ của mình, khiến cho thằng anh họ rơi tuột vào bên trong. Đây là một trong số những lần Harry bất giác sử dụng phép thuật mà bản thân không hề biết và mùa hè năm 11 tuổi, trong khi Dudley được dự tính cho theo học ở học viện Smetting, một ngôi trường xịn sò ở phía đông nam của nước Anh, Harry thì được sắp xếp học tại một trường công gần nhà, cho đến khi mấy con cú ném thư cho cậu. Ban đầu thì số thư này bị ông bác trai xé hết, cơ mà cứ xé thì đám cú lại gửi ngày một nhiều, đến mức biến cái căn nhà thành cái hòm thư thoại. Sở dĩ vợ chồng ông bác làm vậy vì ngày xưa mẹ của Harry, tức là em gái của bác gái cũng nhận được thư, nó là thư mời nhập học của trường phép thuật Hogwarts. Gia đình khi đó đã rất tự hào vì trong nhà có phù thủy. Nhưng người chị thấy vậy thì sinh lòng đố kỵ và mang nó chút xuống cả đứa cháu Harry. Đó là lý do cậu bé bị đối xử phân biệt trong nhà. Họ cũng nói dối với cậu rằng bố mẹ cậu mất <laughs> trong một vụ tai nạn xe. Tự thừa như vậy thì vẫn dễ nghe hơn là bị một thằng không mũi bắn trưởng cho chết. Để ngăn cho lũ cú không spam thư nữa thì cả nhà đã chuyển đến sống ở một căn nhà đá ngoài biển. Trong lúc cậu bé Harry đang vẽ lên đất hình chiếc bánh sinh nhật của mình thì một người đàn ông cao 2 mét rưỡi phá cửa đi vào và mang cho cậu một cái bánh thật. Ông này tên là Hagrid, uh, kiểu như là bảo vệ của trường Hogwarts. Ngoài chiếc bánh ra thì Hagrid cũng đưa tận tay bức thư nhập học cho cậu và tiết lộ về thân phận phù thủy của Harry được thừa hưởng từ gen của ba mẹ cậu. Để tránh hai ông bác giấu thằng cháu đi đâu thì bác Hagrid dẫn Harry đi luôn. Trước khi nhập học thì Harry sẽ cần có một số dụng cụ học tập thứ yếu. Những thứ đó sẽ được tìm thấy ở hẻm xéo kiểu như là Vincom của thế giới phù thủy. Nhưng mà những Muggle vẫn được phép vào đây khi mà hộ tống con họ. Những đứa trẻ gốc Muggle đang theo học tại Hogwarts. Trước khi đi mua sắm thì Harry sẽ cần phải rút tiền trong ngân hàng. Nó được bố mẹ cậu để lại trước khi chết. Ngân hàng trốn phép thuật được vận hành bởi những yêu tinh là những sinh vật thấp hơn mét rưỡi có cái mũi nhọn và một đôi tai dài. Thay vì rút tiền trong tài khoản banking thì Harry được đưa tới căn hầm chứa những tài sản vật lý được để lại cho mình, gồm một đống vàng nguyên chất và một cái gì đó được bọc trong một cái túi giấy. Khi đã có tiền rồi thì Harry đi mua sắm. Ngoài những vật dụng cơ bản như là sách vở thì mỗi phù thủy phải có bên mình một chiếc đũa phép và một con cú. Phù thủy châu Âu thì được dùng một chiếc, còn nếu bạn là phù thủy châu Á chắc là dùng được hai cái chiếc đũa có thể coi như thứ khiến phép thuật của các phù thủy có tính chính xác cũng như là mạnh mẽ hơn gấp bội sau khi thử một vài chiếc mà không hợp thì người bán hàng đã lấy ra một chiếc đặc biệt trong kho theo ông nói là nó được làm từ lông chim nhưng không phải của người nhé mà là của Phượng Hoàng và là một cặp với cái đã khắc lên trán cậu vết sẹo hình tia sét người cầm cây đũa còn lại là Voldemort chính hắn đã giết cha mẹ cậu và là chùm của cả 8 phần phim theo lời của bác Hagrid Voldemort là phù thủy xấu xa hắn đã dẫn dụ các phù thủy về phe hắc ám bất cứ ai chống lại hắn chỉ có một kết cục ngoại trừ Harry chính vì lý do này mà Harry trở nên nổi tiếng Sáng hôm sau thì Hagrid có việc bận nên đã đưa lại cho Harry vé tàu bảo cậu là tự đi đi. Cuống vé có ghi ga tàu là 93 4. Lối vào của ga này nằm giữa bức tường sân ga số 9 và số 10. Cách vào thì cứ đâm xuyên đầu vào tường thôi. Tôi không biết là các bạn thấy như nào chứ, xui trẻ con đâm đầu vào tường là một ý tưởng khá hay nếu bạn là một nhà văn đấy. Trên chuyến tàu thì Harry ngồi chung buồng với một cậu bé năm nhất khác tên là Ron Weasley, tóc đỏ và thích ăn kem. Với số tiền cách xù được cha mẹ để lại thì Harry đã mua cả đống bánh kẹo mời Ron ăn cùng. Sau đó Ron khoe với Harry một phép nhuận lông chuột mà mình mới học được, tiếc là nó không hiệu quả lắm. Cũng lúc này thì cô bạn ở bên ngoài thấy hay hay nên là cũng vào trong chỗ tái đỗ phép. Cô bé này tên là Hermione Granger, rất thông minh lanh lợi. Sau này thì cả ba người sẽ trở thành bạn thân với nhau. Khi tàu đến ga, tất cả học sinh năm nhất sẽ di chuyển đến lâu đài của trường bằng thuyền, vừa để tách ra khỏi với các anh chị khóa trước mà vừa để trông nó chắc hay hơn. Trước khi vào học thì các học sinh năm nhất cần phải trải qua một nghi thức gọi là phân loại vào các gui riêng, gọi là các nhà đi. Có tất cả bốn nhà, lần lượt là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Các học sinh cùng nhà sẽ sinh hoạt như một gia đình. Ngoài ra thì các thành tích của học sinh sẽ nhận lại điểm thưởng và vi phạm nội quy thì sẽ bị trừ điểm. Tất cả số điểm đó sẽ được tổng kết vào cuối năm học. Nhà nào nhiều điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà và việc ai thuộc nhà nào sẽ được quyết định bởi một cái mũ biết nói gọi là mũ phân loại cả harry ron và hermione đều được xếp chung vào nhà gryffindor từ đây thì các học sinh năm nhất bắt đầu thấy những thứ hay ho của trường hogwarts nếu mà mcgo có thang cuốn thì ở đây có thang tự di chuyển nhưng mà vẫn phải tự đi bộ không có màn hình led hiển thị thì các học sinh ở hogwarts có thể thả hồn vào bức tranh theo đúng nghĩa đen đêm đầu tiên ở hogwarts trong khi mọi người ngủ ngon lành thì harry lại chằn chọc ra cửa sổ ngồi vút chim chắc là ở đây sướng quá cậu không chịu được nhớ cái tủ gầm cầu thang chật hẹp thế nên là sáng hôm sau cậu đến muộn lớp biến hình của giáo sư McGonagall. Còn trong tiết học kế tiếp của thầy Snape, người mà trông cực kỳ giống nhân vật phản diện hoặc là có khả năng sẽ ghi bạn suốt cả học kỳ nếu như bạn lỡ làm chuyện riêng trong lúc thầy giảng bài. Thực ra là Harry chỉ vết lại lời thầy nói thôi, cơ mà trong thứ qua nên là thầy Snape tưởng đang viết nhạc rap. Thầy đã hỏi Harry mấy câu để xem cậu có thuộc bài không, chẳng hạn như là như là pháp sư đi khởi đầu mua nhẫn Doran hay là sách cũ. Em không biết, ngồi lên máy hút bụi có bay được không? Em không biết. Thế thì người nói lắp làm sao mà đọc phép được? Em không biết. Thế thì trừ 5 điểm cho nhà Gryffindor. Tiếp theo là lớp học bay của cô Húc Khác với mắc gồ Ở Hogwarts các phù thủy bay bằng chổi chứ không dùng kẹo Bước đầu tiên học sinh tiến đến cây chổi của mình giơ tay ra phía trên cán chổi và hô lên Có lẽ là vì chất giọng chuẩn thủ đô hoặc là pháp lực cao Nên là Harry đã gọi được chiếc chổi lên trong ngay lần đầu tiên Bước thứ hai học sinh cần phải cỡ lên chổi Được cái là cán chổi được làm khá to Thân thiện với đít của người dùng Để có thể khởi động nó thì mọi người cần đạp chân mạnh xuống đất Nắm chặt cán chổi hướng nó lên phía trên một chút Trong khi giáo viên mới chỉ giảng lý thuyết Thì cậu bạn Long Bottom đã thực hành luôn Cây chổi dường như là không nghe lời cậu hướng lên trên không bay lượn vài vòng như con ngựa bất kham húc vào lâu đài lao xuyên qua đám bạn rồi để cậu mắc lại một bức tượng trên cao khi mà chiếc áo đồng phục bị xé toạc ra cậu này đã ngã và phải tiếp đất bằng mặt kết quả là gãy phần cổ tay và phải nhờ cô húc dẫn vào bệnh xá trước khi đi thì cô giáo cấm học sinh động vào chổi khi mà cô chưa quay lại ấy thế mà Manfoy sau khi cướp quả cầu gợi nhớ mà Long bắt Tùm làm rơi đã leo lên cây chổi của mình hòng giấu nó đi với bản tính trượng nghĩa của mình mặc dù là bay chưa thành thạo nhưng mà Harry vẫn cưỡi lên chổi để giành lại cho bạn quả cầu tuy là lấy lại được nó và được bạn bè tán dương cơ mà sự thể hiện này đã bị một giáo viên khác nhìn thấy và cậu bị cô McGonagall mời đi cùng mình cứ tưởng là ăn cái án phạt cơ mà cả hai lại rẽ qua lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của thầy Quirrell để cô mượn Oliver Woods đội trưởng đội quyết đích của nhà Gryffindor ra có tí việc cô giới thiệu Harry về Oliver để tuyển thắng bé vào làm tầm thủ mới. Theo lịch sử của trường thì trong một thế kỷ qua, Harry là tầm thủ duy nhất được tuyển ngay từ năm đầu. Vừa hay là hai người anh song sinh của Ron cũng ở trong đội bóng nên là họ có thể hướng dẫn cậu nhập môn với trò này nhanh hơn. Ngoài ra thì bố của Harry là James Potter cũng từng là một tầm thủ có tiếng của nhà Gryffindor. Trong khi mải nói chuyện cùng Ron và Hermione thì cả ba bị cầu thang đưa lên tầng 3 đúng ngay khu vực cấm đang định quay trở lại thì con mèo của thầy finch xuất hiện khiến cả đám hoảng hồn và chạy ngược vào trong cho đến khi tới một cánh cửa bị khóa trái thì hermione đã đọc phép aloho mora để vừa người mở ra và chui vào trong trước khi thầy finch phát hiện ra ba đứa học trò tò mò hẳn là tầng ba nói chung cũng như là cánh cửa này được khóa vì một lý do chính đáng gì đấy đó là vì bên trong đang nhốt một sinh vật khổng lồ là con chó ba đầu sáu cái đầu nhìn nhau một lúc trước khi ba cái đầu nhỏ chạy vọt ra khỏi cửa trong khi hai cậu bạn sợ đái ra quần thì hermione đã phát hiện ra dưới chân con chó có một cái cửa sập tức là nó đang có nhiệm vụ canh giữ một cái gì đó mặc dù vậy thì sau đó cả ba đứa nhóc vẫn về giường đi ngủ sáng hôm sau harry được ông anh oliver dẫn ra sân hướng dẫn cho vài đường đầu tiên là luật chơi quidditch nó đơn giản giống như đá bóng của mắc gồ ấy nhưng mà không không giống lắm mỗi đội sẽ có 7 người di chuyển bằng chổi bay thay vì có một quả thì ở đây có bốn quả đầu tiên là quả qua có màu đỏ tươi đây là bóng ghi điểm mỗi quả vào gôn được tính 10 điểm thứ hai là quả bludger có hai trái hai trái này thì không dùng để ghi bàn mà dùng để ném vào đầu đối thủ khiến họ ngã khỏi chổi và các người chơi sẽ đánh quả bóng này bằng một cây chùy cuối cùng là trái snitch bé xíu và màu vàng đội nào bắt được quả bóng này thì sẽ kết thúc trận đấu để tính điểm ngoài ra đội có được nó sẽ được tính thêm 150 điểm vậy nên là một trận quyết có thể diễn ra vô tận nếu như không đội nào bắt được quả snitch thay vì đặt ở dưới đất thì những chiếc gôn sẽ được dựng ở trên cao với ba lỗ gôn mỗi đội harry được nhắm vào vị trí tầm thủ là vị trí sẽ truy tầm quả bóng snitch màu vàng để kết thúc trận đấu thực hành thì để khi khác còn hiện giờ thì harry và đồng đội phải tới lớp bùa chú của thầy phileas Flitwick không có gì đang nói lắm ngoài chuyện là cái thầy này là nửa người nửa yêu tinh hôm nay thì thầy dạy cho các em phép là wingardium leviosa dùng để khiến vật khác bay lên trong khi ron khua cây đũa mãi mà sợi lông không nhúc nhích một chút nào thì Hermione lại làm được lại còn ngồi chỉnh cho ron về cách phát âm không thích cái cảm giác trên cơ dạy dỗ nên là Ron đã gọi cô bạn là ác mộng. Vì việc này nên vào bữa tối, trong lúc các học sinh đang đánh chén bữa thịnh soạn được nhà trường chuẩn bị thì Hermione đã vắng mặt mà theo các học sinh khác đồn là đang khắc một mình dưới phòng vệ sinh nữ. Cùng lúc này thì từ ngoài cửa thầy Quirrell hất hải xông vào thông báo một con trôn ở dưới hầm đã sổng ra. Sự việc này làm các học sinh phải bỏ giờ bữa ăn mà quay về phòng của mình ngay lập tức để các thầy cô xử lý. Còn Harry thì cậu nhận ra rất có thể Hermione sẽ gặp nguy hiểm nên đã rủ Ron tách đoàn. Quả nhiên bằng một cách tình cờ thì con trôn đã tìm tới nhà vệ sinh. Nơi mà Hermione đang khóc thút thít bên trong, để nói thêm thì chôn là một cái quái vật ma thuật. Sau đó thì Harry và Ron đã có mặt kịp thời để giúp người bạn. Với sự dũng cảm của mình thì Harry đã bám vào chiếc gậy của nó, không biết là dũng cảm hay ngu, kết quả là khi nó vung gậy thì cậu đã bám được lên cổ của con quái vật, vô tình chọc cây gậy phép vào mũi nó. Con quái vật bị chọc thì tức rồi lôi cậu xuống định gõ cho một cái harry thì gặp người để né tránh và thúc giục ron hãy cast phép để cứu cậu và ron đã không làm bạn mình thất vọng khi mà sử dụng đồ ginh guardian leviosa làm cho chiếc gậy bay lơ lửng trên không rồi rơi vào đầu con quái vật khiến nó ngã dạp xuống sân để harry lấy lại chiếc đũa phép dính đầy nước mũi của mình tới lúc này thì giáo sư mất và thầy snape mới có mặt trước khi giáo sư trách hai bạn nam thì hermione đã nhận lỗi về mình mặc dù là cô bé không làm thế vì thế nên cô mất đã trừ 5 điểm của nhà gryffindor nhưng mà vì thành tích hạ gục con trôn của hai cậu học trò nên là mỗi đứa 5 điểm Cuối cùng ra vẫn lãi 5 điểm, trừ vào 5 điểm hôm trước Harry bị thầy Snape trừ thì coi như là xí xóa hết. À mà thầy Snape lúc đi vào đã vội vàng che đi vết thương ở chân của mình khi mà bắt gặp ánh mắt tò mò của Harry, không biết là ông này có liên quan đến việc con trôn được thả hay không. Theo cái điệu bộ đi cả nhắc của thầy thì Harry đã đoán là ông này là người đã thả con trôn ra để đánh lạc hướng mọi người, sau đó lẻn vào căn phòng bí mật có con chó ba đầu, không may là bị nó cắn. Tạm thời thì để những nghi ngờ sang một bên bởi vì Harry phải chuẩn bị cho trận đấu Quidditch đầu tiên. Cùng với đó thì giáo sư McGonagall đã tặng cho cậu một cây chổi bay xịn sò làm quà. Hôm nay thì sẽ là cuộc đối đầu giữa nhà Gryffindor và Slytherin. Trước khi ra sân thì người tiền bối có chấn an với Harry rằng ngày xưa anh chơi trận đầu tiên thì cũng nhẹ nhàng. Có mỗi bị quả Bludger táng vào đầu khi mà trận đấu diễn ra được 2 phút xong rồi nằm bất tỉnh một tuần đấy mà. Khá chắc là nó khiến Harry bớt hồi hộp hơn. Sau khi tất cả các thành viên của hai đội dàn ra sân hay nói chính xác hơn là bay ở trên sân thì cô Hook bắt đầu mở chiếc hòm có chứa 4 quả bóng để bắt đầu trận đấu. Nhà Gryffindor khởi đầu xuân sẻ với 20 điểm dễ dàng vào trong gôn. Khi mà phía nhà Slytherin có ý định trả bàn thì đã bị Oliver cản lại và ném trả cho người cầm bóng bên mình. Anh còn đang nhìn theo đường bóng bay thì tấn thủ bên kia đã đánh một gậy khiến trái Bludger bay thẳng vào người anh, khiến Oliver rơi như một con chim gãy cánh xuống nền cát. Không biết lần này anh sẽ mất bao nhiêu lâu để tỉnh dậy. Hiện giờ thì gôn trống và không ai ngăn cản phía Slytherin ghi 10 điểm vào gôn. Tỷ số hiện giờ là 20-10. Với lối chơi có phần bạo lực thì nhà Slytherin sử dụng thế bánh mì kẹp thịt để ép cho truy thủ phía Gryffindor đâm vào cột ghế khán giả, liên tục rơi xuống nền cát. Khi mà lực lượng thiếu hụt thì họ ghi thêm một bàn nữa để cân bằng tỷ số giữa hai bên. Ngay lúc này thì Harry nhìn thấy quả snitch bay vi vu trước mặt mình nên đã phóng chổi đuổi theo, nhưng mà bằng một cách ma quỷ nào đó, chiếc chổi của cậu bỗng trở nên không nghe lời, bay loạn xạ như chiếc xe mất lái. Trong ống nhòm của Hermione thì cô bé nhìn thấy ở phía bên kia khán đài thầy Snape đang lầm nhầm như đọc phép, thế là Hermione đã tự lò mò đi sang phía bên kia khán đài, đứng ở phía sau hàng ghế của giáo viên và làm phép khiến đôi áo của thầy Snape bốc cháy. Quả nhiên là đám lửa đã thu hút sự chú ý của thầy để Harry có thể leo lại lên chiếc chổi bây giờ đang ngoan ngoãn của mình. Cậu nhanh chóng lao vào cuộc đua giữa mình và tầm thủ bên kia để để giành được quả bóng snitch liên tục là những tình huống tì đè giữa hai bên không cháu nào chịu thua cháu nào cho đến khi quả bóng lao thẳng xuống phía dưới theo chiều thẳng đứng tốc độ xem thằng nào liều hơn và harry đã chiến thắng khi đánh lái khi chỉ còn cách vặt đất vài mét để giành lợi thế đớp được viên snitch theo đúng nghĩa đen đồng nghĩa là mang chiến thắng về cho nhà gryffindor ở trên khán đài thầy Dumbledore không tiếc những chàng pháo tay, còn thầy Snape thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt cau có. Sau trận đấu thì mấy bạn nhỏ có báo cáo chuyện thầy Snape chơi xấu với bác Hagrid, nhưng mà bác Hagrid không tin. Thế là tụi nhóc này kể tiếp nghi ngờ của chúng về chuyện con chó ba đầu Fluffy. Tuy bác Hagrid không tiết lộ nhưng mà có vẻ con chó đang canh giữ một vật gì đó cực kỳ nguy hiểm ở bên trong và nói đó là việc của cụ Dumbledore và Nicholas Flamel. Cứ thế trôi qua một thời gian, Giáng sinh đã đến với trường Hogwarts, kéo theo tuyết phủ trắng xóa mái nhà và cả sân trường. Harry nhận được một món quà ẩn danh, người đó nói đây là thứ mà cha cậu để lại trước khi chết, mong rằng Harry có thể sử dụng nó một cách có ích. Bên trong hộp quà là chiếc áo choàng đặc biệt có khả năng khiến người mặc nó tàng hình. Ngay sau khi có món bảo bối này, thì Harry đã tiến tới khu vực cấm để tìm sách có liên quan tới nhân vật Nicholas Flamel mà bác Hagrid nhắc tới. Vừa mở cuốn sách có liên quan ra, thì có một khuôn mặt vươn ra từ sau các trang sách và hét lớn. Nó đã đánh động tới thầy giám thị Finch. Harry vì quá sợ nên đã đánh đổ cây đèn cây. May sao là với cái áo choàng cậu đã thoát ra khỏi thư viện. Vừa ra tới bên ngoài thì Harry bắt gặp thầy Snape đang hỏi cung thầy Quirrell về vấn đề gì đó liên quan tới lòng trung thành. Vì hơi thở mạnh như là suýt chút nữa Harry đã bị thầy Snape đứng ngay bên cạnh phát hiện. Thay vì đi về phòng thì Harry lại tò mò đi vào căn phòng phía sau lưng mình. Đó là một căn phòng rất rộng nhưng mà chả có đồ đạc gì ngoài một chiếc gương. Phía trên chiếc gương có viết dòng chữ: Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim. Thế thì Harry ước cái gì? Dĩ nhiên là không phải là trở thành pháp sư vĩ đại nhất thế giới mà là được gặp cha mẹ mình. Hình ảnh của họ hiện lên trong gương, nở một nụ cười về phía cậu bé. Sau khi thấy điều kỳ diệu Harry chạy về phòng khoe với Ron rồi rủ cậu đi xem ước muốn của Ron là gì. Sau khi nhìn vào gương thì tôi cứ nghĩ là Ron thấy Hermione, hóa ra lại là một chiếc xe bán kem lưu động. Nhìn thấy ba mẹ thì cũng vui thật nhưng mà hình ảnh đó lại khiến Harry nhung nhớ hơn. Thế là đêm hôm sau, Harry lại quay lại chỗ chiếc gương để được thấy gia đình mình. Nhưng hôm sau thì cậu đã bị cụ Dumbledore tóm sống tại trận. Cụ nói với Harry rằng Thế gian này là người nhìn vào gương và chỉ thấy bản thân mình như một chiếc gương thông thường, đã có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó rồi phát điên lên nên là ngày mai cụ sẽ rời nó đi chỗ khác. Thế là Harry lại chuyển qua điều tra hiệu trưởng của mình là cụ Dumbledore. Theo như thẻ bài viết lại thì vào năm 1945, cụ đã đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald, khám phá ra 12 công dụng của máu rồng nhờ tác phẩm cụ viết cùng với người cộng sự Nicholas Flamel. Khi nhìn thấy manh mối thì cả Harry, Ron và Hermione dẫn nhau tới thư viện để tìm thêm thông tin. Cụ thể thì Nicholas Flamel được biết đến là tác giả duy nhất của Hòn đá phù thủy, chính là tên phần phim thứ nhất theo như trong sách viết thì hòn đá phù thủy là một loại vật chất huyền thoại với những sức mạnh lạ kỳ, có thể biến đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng, tạo ra thuốc trường sinh làm cho người uống trở nên bất tử. Chỉ có một hòn đá duy nhất và thời điểm đó thuộc quyền sở hữu của cụ Flamo, người đã sống hơn 600 tuổi. Theo Hermione thì con chó ba đầu đang canh giữ viên đá này. Để làm rõ vấn đề thì buổi tối ba nhóc đã tới hỏi chuyện bác Hagrid. Ban đầu thì Hagrid có ý đuổi mấy đứa về, nhưng mà khi nói tới viên đá phù thủy thì đành phải tiếp khách. Theo lời Hagrid thì Snape là một trong số các giáo viên bảo vệ hòn đá nên là chắc chắn không bao giờ ăn cắp nó. Ngoài ra thì trong trường chỉ có bác cùng cụ Dumbledore mới biết cách vượt qua con chó kia. Đang nói tới đây thì quả trứng của bác Hagrid mới đem về bắt đầu nở, bên trong là một con rồng Hắc Long Na Uy. Hagrid đặt tên cho nó là Nobert. Cùng lúc đó bên ngoài cửa sổ có một người đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện, đó chính là cậu nhóc Malfoy nhà Slytherin. Thằng này đã nhanh nhẩu về mách với giáo sư McGonagall, khiến ba đứa nói riêng và cả nhà Gryffindor nói chung bị trừ 150 điểm. Ngoài ra thì cả bốn đứa tính cả Malfoy sẽ bị cấm túc vì tự ý rời khỏi giường sau giờ giới nghiêm và hình phạt cho đi lang thang là bị tống vào rừng. chắc là ý của nhà trường là muốn các em có bài học để lần sau không tự ý đến những nơi nguy hiểm nữa hoặc là sẽ không bao giờ bị tái phạm nếu mà bị ăn thịt trong rừng. Và cuộc hành trình của Nam Bắc cháu bắt đầu Thứ kỳ lạ đầu tiên các cháu thấy được là màu trắng thủy ngân Đó là máu của Bạch Kỳ Mã có máu tức là đã có thứ làm nó bị thương vậy nên nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm con vật tội nghiệp này mọi người chia ra làm hai nhóm để tìm cho nhanh và vẫn là một lũ trẻ con vào trong rừng tối đầy những sinh vật nguy hiểm nhóm đầu tiên gồm bác Hagrid, Ron và Hermione còn nhóm còn lại là Harry, Malfoy và con chó của Hagrid không biết là may hay là xui mà hai cậu học sinh đã tìm thấy con bạch kỳ mã trước nó đang bị thứ gì đó chùm khăn ăn thịt khi mà đứng gần đó thì cái vết sẹo của Harry đột nhiên nhức lên còn Malfoy và con chó ngay sau đó đã chạy đi tại vì đó là một nước đi khá khôn Harry đi vẫn lì lợm đứng đó nhìn sinh vật kia bay về phía mình lúc này từ đằng sau một anh nhân mã đã lao ra đuổi sinh vật kia đi và cứu harry một bàn thua trông thấy anh ta nói rất nhiều sinh vật trong rừng biết lai lịch của harry nên là cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây thậm chí là con nhân mã còn hiểu chuyện hơn cả nhà trường ngoài ra thì nhân mã cũng tiết lộ máu của nhân mã sẽ giúp người đang cận kề cái chết giữ được mạng sống nhưng có một cái giá khủng khiếp là tiếp tục sống với một lời nguyền kẻ vừa hút máu này rất có thể đang nhắm tới viên đá phù thủy bên trong trường theo suy luận của harry thì đó là Voldemort. hắn hiện không dám xông vào trường tại vì còn cụ năm đo người đã hạ gục mình vào năm 1945. Chưa dừng ở đó, khi mà sâu chuỗi với sự việc một người xa lạ mang quả trứng tới cho Hagrid trong lúc ông cần nó nhất. Thứ nhất là trứng rồng không phải là dễ dàng có được. Thứ hai là Hagrid là một trong hai người biết cách vượt qua con chó ba đầu. Ở đây là cho nó nghe nhạc thì nó sẽ lăn ra ngủ. Khá dễ, không chả, cần phép thuật, cần một cái iPod là được ấy. Sau đó thì Harry cùng hai người bạn tới cảnh báo cho giáo sư McGonagall về hiểm họa sắp ập tới thì được hai tin giáo sư Dumbledore vừa có việc gấp phải bay tới bộ pháp thuật ở London. Tất cả những việc này giống như đã được sắp đặt trước để chuẩn bị cho kế hoạch đánh cắp viên phù thủy và dĩ nhiên là người lớn sẽ không tin lời bọn trẻ con thế nên là bộ ba phải tự mình hành động không biết vì sao chúng nó lại nghĩ thế tại vì có phải về của chúng nó đâu công đêm hôm đó nhóm học sinh nhà Gryffindor đã quay trở lại cái cửa sập trước khi ra khỏi cửa của căn nhà chung vì lý do bất khả kháng mà cậu bạn Neville đã bị Hermione sử dụng lời nguyền đóng băng Petrificus Totalus vì lý do cản đường lần này thì chú chó ba đầu đang ngủ say cùng với chiếc đàn hạc được đặt bên cạnh nên là Harry đã đoán là thầy Snape đã tới đây trước đó vì vậy nên ba bạn nhỏ đã cùng nhau kéo cái chân con Fluffy qua một bên để mở cánh cửa sập bên dưới thay vì tranh thủ nhảy xuống luôn lúc con cún đang ngủ say thì Harry đã đứng đó bàn với bạn mình kế kế hoạch để cậu xuống trước nếu thấy an toàn thì mới đánh tiếng lên gọi họ và những lời vô cùng nhỏ nhẹ này đã không may chui vào lỗ tai của con Fluffy và đánh thức nó. Khi mà nhóm bạn ngẩng mặt lên thì con chó ba đầu đã dãi rớt thòng lòng. Nếu mà tất cả không vội nhảy xuống hố thì có lẽ đã làm mồi cho con thú rồi. Sau cú rơi thì cả ba nhi đồng được đám dây leo ở dưới nâng đỡ và tiện thể để cuốn trói quanh người luôn. Hermione nhận ra đây là tấm lưới sa tăng, càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt người, thế nên là cứ thả lỏng người ra, tự khắc nó sẽ để mình chơi tuột xuống bên dưới. Hermione và Harry thì làm được việc này, còn Ron thì quá hoảng sợ để có thể chiêu, thế nên là Hermione phải nghĩ ra cách khác để giải để cứu cậu bạn, cô bé nhớ đến tiết thở mộc thầy cô đã dạy rằng tấm lưới sa tăng sẽ rụt lại khi mặt trời lên, tức là nó sợ ánh sáng. thế là cô bé cast phép Lumos Solum tạo ra tia sáng chói trang khiến đám rơi leo rụt lại và thả cậu bạn Ron rơi bịch xuống dưới cả đã bình an mọi người di chuyển tiếp qua cánh cửa gỗ bên trong này có hàng nghìn sinh vật trông giống với chuồn chuồn nhưng mà thực chất lại là những chiếc chìa khóa một trong số chúng để mở cánh cửa tiếp theo sau khi đã xác định con khác với phần còn lại có thể là chìa khóa đúng nhưng mà khi vừa động tay vào chiếc chổi bay thì cả đám sinh vật kia bắt đầu bay toán loạn dù vậy nhưng mà cậu vẫn lấy được chìa khóa rồi ném cho bạn mình để mở cánh cửa cuối cùng là phi vào bên trong để cắt đuôi đám chìa khóa khó chịu kia căn phòng tiếp theo thì lại là một cái màn giải đố khác ở đây trưng bày một bàn cờ vua khổng lồ thì đây đúng là sở trường của ron nên là cậu bắt đầu trổ tài đầu tiên thì phân công một người cỡ lên một quân cờ harry ngồi lên quân tượng Hermione ngồi lên quân xe còn cậu sẽ chính ngồi lên con mã không biết là bà tác giả có nắm rõ luật cờ vua hay không chứ quân cờ an toàn nhất thì là quân vua không ai ngồi ván cờ này sẽ giống một ván cờ phép thuật bị ăn sẽ bị tiêu duyệt theo đúng nghĩa đen vào thời khắc quyết định của ván đấu ron đã quyết định hy sinh bản thân với ý định để cho harry có thể chiếu hết và đúng là ván cờ đã kết thúc như ron dự tính lúc này harry giao lại ron cho Hermione để mình tiếp tục tiến về phía trước Harry đi dọc xuống căn hầm cầu thang ở cuối đoạn đường cậu gặp lại thầy Quirrell đang đứng trước gương ma thuật lúc này thì bí mật lớn nhất của câu chuyện đã được vén màn thì ra người đứng sau tất cả không phải là thầy Snape mà là thầy Quirrell đầu tiên người thả con trôn ra là Quirrell thả xong chạy đến báo cho mọi người biết như thật vừa ăn cướp vừa la làng thứ hai ở trận Quidditch thực chất là thầy Snape đang dùng thần chú giải nguyên để giúp Harry trong khi người ngấm ngầm niệm chú lại là ông thầy cuốn khăn ở phía sau lý do phép thuật bị giải trừ lúc áo Snape bị cháy là bởi Quirrell khi đó cũng bị ảnh hưởng thứ ba là Quirrell khoác lên áo chùm rồi giao cho Hagrid quả trứng rồng từ đó hỏi thăm được cách du ngủ con Fluffy thứ tư là người hút máu con kỳ lân cũng là hắn Quirrell phải làm điều này để duy trì sự sống cho một cơ thể khác đang ký sinh lên mình lúc này thì ông thầy mới tháo cuốn khăn ra để lộ khuôn mặt của Voldemort ở đằng sau Voldemort yêu cầu Harry nhìn vào chiếc gương để lấy ra hòn đá phù thủy trong hình ảnh phản chiếu cậu nhìn thấy viên đá trong túi quần mình dù nói dối với cả hai rằng mình chỉ nhìn thấy cúp Quidditch được thầy Dumbledore trao nhưng mà Voldemort đã biết tổng mọi chuyện hắn ra lệnh cho Quirrell phong tỏa mọi lối ra bằng hàng giáo lửa. Khi đó thì Chúa tể Hắc ám bắt đầu dụ dỗ sẽ đưa trở lại cả bố lẫn mẹ của Harry nếu cậu chịu gia nhập với hắn. Tất nhiên là nhân vật chính thì nói không rồi. Thế là Quirrell lao tới, bóp cổ rồi đè Harry xuống đất làm hòn đá bị rơi ra. Harry không với được tới hòn đá, đã thu tay lại để gỡ tay ông thầy ra khỏi cổ. Cơ mà chính bàn tay đấy như là có phép thuật làm cho ông thầy bỏng rát rồi cứng lại phía sau rồi vụn vỡ thành cát. Quirrell chưa từ bỏ, lao vào hòng cướp lại viên đá, nhưng một lần nữa thì đôi bàn tay của Harry lại khiến kẻ phản bội phải trả giá, lần này là cả khuôn mặt rồi cả cơ thể đã bị dần tan thành tro bụi. Sau đó thì Harry nhặt lại viên đá trong tay, còn Voldemort thì khi không còn cơ thể ký sinh nữa đã trở thành làn khói linh hồn, trước khi bay đã đâm xuyên qua cơ thể Harry làm cậu bé ngất đi. Đến khi cậu bé tỉnh dậy trong bệnh viện thì xung quanh đã bày biện hàng tái các món quà từ những người ngưỡng mộ hành động dũng cảm của Harry. Cụ Dumbledore thì mọi chuyện đã được xử lý êm xuôi. Đầu tiên cả Ron và Hermione đều lành lặn khỏe mạnh, tiếp theo là cái chết của thầy Quirrell đã được cụ sắp xếp để Harry không phải lo hay giải thích với những người trong trường. Còn viên đá thì cụ cùng người bạn Nicholas Flamel đã thống nhất với nhau đánh đổi sự bất tử của cụ Nicholas để tiêu hủy viên đá bởi vì linh hồn của Voldemort đang lêu lỏng ngoài kia. Ngoài ra thì cụ cũng tiết lộ cách mà Harry lấy được viên đá. Nó chỉ được trao cho người muốn tìm viên đá nhưng lại không có lòng tham sử dụng nó. Vậy nên nó mới xuất hiện trong túi của Harry khi cậu đứng trước gương. Còn với Quirrell hay Voldemort thì không thể. Câu đố này là sáng kiến của chính cụ Dumbledore. Vậy thì tại sao khi mà Harry động tay vào người giáo sư Quirrell thì lại khiến ông ta phân rã. Câu trả lời đến từ tình mẫu tử cao cả của mẹ cậu. Bà đã lấy thân mình để ngăn chặn Voldemort giết Harry và sự hy sinh đó đã tạo ra một loại lá chắn giúp bảo vệ con trai. Và Harry trở lại với các bạn đúng vào dịp tổng kết năm học cũng là lúc cụ đâm bờ đo trao cúp cho nhà được nhiều điểm nhất. Theo tứ tự thì nhà Gryffindor sau khi bị các báo thủ bào điểm thì chỉ kết thúc với 312 điểm. Đứng thứ ba là nhà Hufflepuff với 352 điểm. Vị trí thứ hai là nhà Ravenclaw với 426 điểm. Và cuối cùng nhà xuất sắc nhất là 470 điểm dành cho Slytherin, trong khi Malfoy cùng đồng đội đang vỗ tay ăn mừng thì cụ Dumbledore lại và away điểm thưởng phút chót dành cho những hành động của các học sinh nhỏ. Dành cho Hermione Granger 50 điểm vì đã dùng đầu óc suy luận tỉnh táo khi các bạn mình gặp nguy hiểm, thêm 50 điểm nữa cho Ron Weasley vì đã chơi ván cờ hay nhất trong những năm trở lại đây của Hogwarts. Harry Potter được nhận 60 điểm vì hành động dũng cảm xuất chúng của mình. Lúc này thì nhà Gryffindor bằng điểm với nhà Slytherin, cơ mà cụ chưa nói hết trong cuộc đấu tranh với kẻ thù cần nhiều lòng dũng cảm cơ mà đấu tranh với bạn bè thì cũng dũng cảm không kém và thầy dành 10 điểm cho Neville Longbottom cái cậu mà đã bị Hermione đóng băng tại vì đã cản bạn mình ra khỏi phòng và cuối cùng nhà đạt được cúp là Gryffindor với 482 điểm thế phim búp bẩn và lờ và bộ phim kết thúc với cảnh các học sinh được về thăm nhà trước khi năm học tiếp theo bắt đầu bác Hagrid đã tặng cho Harry một cuốn nhật ký bên trong có tấm ảnh chụp cả gia đình cậu hạnh phúc bên nhau để Harry có thể mở ra xem khi nào nhớ mẹ chứ không cần tới chiếc gương tham vọng kia nữa hai bác cháu ôm nhau một cái rất tình cảm trước khi tạm chia tay và đó là cái kết cho Harry Potter và hòn đá phù thủy tôi là Văn Vở đừng quên đăng ký như đồng mất não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại